Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sẽ có khoảng 1 triệu người không phải nộp thuế thu nhập theo đề xuất mới của chính phủ về tăng mức giảm trừ gia cảnh. Hà Nội xuất hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát thành dịch. 100% các trường tiểu học trên toàn quốc hoàn thành việc chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020-2021. Lào Cai hỗ trợ các đơn vị lữ hành phục hồi hoạt động du lịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định đồng ý với đề xuất của chính phủ về việc tăng mức giảm trừ gia cảnh. Theo tờ trình của chính phủ, mức giảm trừ gia cảnh sẽ được nâng từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng một tháng. Người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng một tháng. Với phương án nêu trên, mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ làm giảm mức điều tiết thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với tất cả các đối tượng nộp thuế. Chính phủ cho biết sẽ có khoảng 1 triệu người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức giảm trừ mới. Đồng thời, việc điều chỉnh sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 10.800 tỷ đồng một năm. Chính phủ đề xuất mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ áp dụng trong kỳ tính thuế năm 2020. Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 137 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại nhiều quận huyện. Sở Y tế Hà Nội đánh giá hai ổ dịch sốt xuất huyết có nguy cơ gia tăng nhanh là xã Khánh Hà, huyện Thường Tín và xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai. Các ca mắc sốt xuất huyết trải đều trên tất cả các quận huyện, các xã phường, trong đó trọng tâm là khu nội thành, khu đông dân cư, nơi có hạ tầng cơ sở chưa phát triển để chủ động phòng chống sốt xuất huyết. Tới đây, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đợt cao điểm hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết ngày 15 tháng 6. Ngành y tế sẽ tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh, diệt bọ gậy tại các xã, phường, thị trấn và phun hóa chất ở các khu vực nguy cơ cao, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu vực có nhiều bệnh nhân, các ổ dịch kéo dài, qua đó phát hiện xử lý kịp thời các ổ dịch. Theo báo cáo nhanh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau ngày đầu ra quân hưởng ứng tháng Bảo hiểm xã hội toàn dân với chủ đề Chính sách bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh của người lao động, đã có thêm hàng nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Được thực hiện đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trên phạm vi toàn quốc, viên chức cơ quan bảo hiểm xã hội, nhân viên bưu điện đã trực tiếp vận động được 24.704 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó có 17 tỉnh phát triển được trên 500 người tham gia. Nhiều địa phương cũng đã phát triển được hàng nghìn người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành việc chi hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết số 42 của Chính phủ. Hiện đang tập trung rà soát các nhóm đối tượng còn lại là lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định chi hỗ trợ. Tuy nhiên, việc rà soát đang được thực hiện rất chậm, nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc xác định đối tượng. Trong đợt này, toàn tỉnh có gần 110.000 người thuộc 4 nhóm đối tượng được hỗ trợ thụ hưởng gói an sinh xã hội của chính phủ với tổng số tiền là trên 131 tỷ đồng. Trong đó, có trên 66.000 người có công, thân nhân, người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 với mức là 500.000 đồng một người một tháng. Gần 46.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng mức hỗ trợ là 250.000 đồng một người một tháng. Hiện đã có huyện Văn Lâm, thành phố Hưng Yên tiến hành chi trả cho các đối tượng. Để hỗ trợ cho các người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo từ thành phố cho đến các phường xã, kịp thời rà soát, đảm bảo công khai minh bạch, không xảy ra những vi phạm và những trục lợi, cũng không có những cái trường hợp trùng lắp cũng như là không có các cái trường hợp bỏ sót. Chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng của thành phố và các phường xã, và nguồn thứ hai là nguồn cải cách tiền lương để thực hiện việc chi trả. Trong tuần này thì thành phố Hưng Yên sẽ phấn đấu là chi trả xong cho 7.759 đối tượng. Để việc hỗ trợ bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, công khai minh bạch, tránh trục lợi chính sách, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã phân công cán bộ phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đồng thời đôn đốc các địa phương tiến hành chi trả kịp thời. Các điểm chi trả tiền hỗ trợ đều niêm yết công khai danh sách các đối tượng được hỗ trợ tiền để mọi người tiện theo dõi, nên được người dân đồng thuận cao. Điều đáng nói là có một số người khi nhận tiền hỗ trợ còn tự nguyện ủng hộ lại Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 địa phương để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ,
tôi là những người chính sách được nhận tiền hỗ trợ, nhưng mà đến đây thì thấy nhiều người còn khó khăn hơn. Do vậy là tôi ủng hộ toàn bộ số tiền được lĩnh là 1,5 triệu gửi các đồng chí trên tuyến đầu chống dịch. Việc nhanh chóng triển khai thực hiện chi hỗ trợ theo quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời cho một số đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại các địa phương đã và đang góp phần chia sẻ giúp người dân vượt qua khó khăn, đảm bảo cuộc sống, ổn định xã hội. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tới thời điểm này, các trường tiểu học trên cả nước đã hoàn thành việc chọn lựa sách giáo khoa lớp 1. 5 bộ sách với 46 cuốn sách đều được lựa chọn, không có đầu sách nào bị bỏ qua. Có trường lựa chọn theo bộ, nhưng có trường lại lựa chọn theo từng môn học với các nhà xuất bản khác nhau. Phức tạp hơn so với việc chọn theo bộ, nhưng sau quá trình nghiên cứu và cân nhắc, trường tiểu học Marie Curie đã quyết định chọn sách giáo khoa lớp 1 theo cuốn. Mỗi cuốn lại thuộc các bộ và của các nhà xuất bản khác nhau. Trong 5 bộ sách thì bộ nào cũng có những quyển rất hay và có những quyển thì có những cái phần nó chưa phù hợp lắm với trường của tôi. Chúng tôi chọn ra trong 5 bộ sách, chúng tôi chọn những cái quyển nào mà mình cảm thấy nó phù hợp nhất cho việc giảng dạy, nó thuận lợi giảng dạy cho việc giảng dạy của giáo viên cũng như việc học của học sinh. Chọn sách thuận lợi cho giáo viên hay ích lợi cho học sinh là băn khoăn có thật tại nhiều hội đồng. Bề dày lịch sử hơn 90 năm với nhiều giáo viên có tới hàng chục năm đã quen với nếp dạy cũ, song trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai vẫn xác định đổi mới là tiêu chí then chốt trong việc chọn sách. Đối tượng thụ hưởng chính là học sinh của mình và cũng mong chờ một cái thế hệ mới có nhiều những cái đổi thay khác bắt kịp với cái sự tiến bộ của các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới. Chính vì thế mà chúng tôi cũng muốn đón nhận đấy cái bộ sách mà nó có những cái điểm mới như vậy. Không chỉ nghiên cứu bằng cách đọc, thảo luận, một số địa phương đã tổ chức thực nghiệm các bài học để đánh giá mức độ phù hợp của sách giáo khoa đối với học sinh của địa phương mình. Hai cái tiêu chí rất quan trọng đó là thứ nhất là phù hợp với cái điều kiện của địa phương và thứ hai là phù hợp với các cái điều kiện tổ chức dạy học. Và trong đó thì quan tâm đến cái đối tượng học sinh, tức là cái việc mà nội dung, hình thức rồi là cái phương thức tổ chức dạy học. Theo báo cáo từ 63 địa phương thì tất cả các đầu sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đều được lựa chọn, không có cuốn sách giáo khoa nào bị bỏ qua, cũng không có địa phương nào chỉ chọn một bộ sách giáo khoa. Có lựa chọn sách giáo khoa của các cái bộ sách giáo khoa của các nhà xuất bản khác nhau và từ các cái tác giả khác nhau để phù hợp với vùng miền. Chứng tỏ điều này là các trường và các địa phương đang thực hiện đúng theo lộ trình và đúng theo tinh thần của thông tư 01 và định hướng của chương trình mới là một chương trình nhiều sách giáo khoa. Ngay sau khi các địa phương công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa, thì các nhà xuất bản và các địa phương sẽ phối hợp với nhau để lên kế hoạch tập huấn cho giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1. Cùng với đó, các bên liên quan cũng sẽ thực hiện cam kết cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho năm học 2020-2021. Tất cả các trường tiểu học đã hoàn thành việc chọn lựa sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 1. Kết quả bước đầu này cho thấy thành công của chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách. Hoàn thành trách nhiệm chọn sách, giờ đây các giáo viên lại đang nóng lòng chờ đón các chương trình tập huấn để sẵn sàng đón chương trình giáo dục phổ thông mới vào đầu năm học sắp tới. Gần 30 năm trong nghề, trải qua nhiều lần cải cách chương trình và thay sách giáo khoa, nhưng đây là lần đầu tiên cô Hoài được trực tiếp chọn ra bộ sách phù hợp nhất cho học sinh tại trường mình. Đặt tiêu chí tính đổi mới lên hàng đầu, nhưng khi bỏ phiếu rồi, cô Hoài vừa mừng vui vừa lo lắng. Lo lắng nhất của mình là cái hình thức và cái phương pháp dạy học sinh. Và cụ thể bây giờ thì chúng mình cũng chưa được tiếp cận. Ủng hộ cái mới, nhưng không thể một sớm một chiều, họ có thể thay đổi từ nền nếp dạy học hàng chục năm theo lối truyền thụ tri thức một chiều sang phương pháp mới là phát triển năng lực và tư duy cho học sinh. Mong muốn được tập huấn trực tiếp để nắm rõ được tinh thần của bộ sách mới đang là mong mỏi của tất cả giáo viên. Rất mong muốn là được tổ chức một cách sớm nhất để chúng tôi sẽ triển khai vào cái năm học 2020-2021 kịp thời và có hiệu quả. Mình cũng rất là mong muốn được trực tiếp tập huấn bởi những tác giả mà viết nên những quyển sách đấy để mình và tác giả có thể gặp gỡ để trao đổi tất cả những cái băn khoăn của mình, bởi vì là người viết sách thì bao giờ người ta cũng hiểu và người ta sẽ truyền đạt được chính xác hơn cái ý tưởng của người ta đối với những giáo viên sẽ tham gia giảng dạy. Cho đến nay, sau gần nửa năm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục sách giáo khoa mới,
chỉ có rất ít các giáo viên được tham gia các buổi nghiên cứu tập huấn của các nhà xuất bản. Chính vì thế, hoàn thành việc chọn sách chỉ là bước đầu. Để thực sự làm chủ được tài liệu này, giáo viên cần sớm được tập huấn. Theo văn bản chỉ đạo của Bộ thì các địa phương phải làm việc với các nhà xuất bản trên cơ sở kết quả lựa chọn sách giáo khoa của mình để chi tiết hóa các cái nội dung hoạt động về tập huấn cho giáo viên. Đội ngũ các tổng chủ biên, tác giả sách giáo khoa và các báo cáo viên đến từ 7 trường sư phạm trọng điểm trong cả nước sẽ đến các tỉnh, các thành phố trực tiếp tập huấn cho giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1. Hình thức thứ hai là tập huấn qua mạng. Trong khi chờ kết quả thống kê chọn sách cuối cùng từ các địa phương để tập huấn trực tiếp, để hỗ trợ quá trình tự bồi dưỡng của giáo viên, các nhà xuất bản cũng đang tích cực triển khai nền tảng tập huấn trực tuyến phục vụ việc tiếp nhận tài liệu thông tin tới các cấp quản lý địa phương trong quá trình tiếp cận chương trình giáo dục. Quay trở lại tình hình học tập của học sinh hiện nay, do phải nghỉ học dài ngày để phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên thời điểm học sinh trở lại trường đúng giai đoạn thời tiết nắng nóng. Tại tỉnh Hưng Yên, ngành giáo dục, gia đình và nhà trường đã có nhiều biện pháp đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời điểm con em trở lại trường học tập, thời tiết nắng nóng kéo dài, từ đầu tháng 5, Hội cha mẹ học sinh của 5 lớp trường tiểu học Trung Hưng, huyện Yên Mỹ đã tự đóng góp kinh phí mua và lắp đặt điều hòa, mỗi phòng học 2 chiếc. Đối với những lớp học còn lại, trong thời gian nghỉ dịch, nhà trường đã chủ động sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo hệ thống quạt mát hoạt động tốt. Còn đảm bảo sức khỏe cho học sinh thì chúng tôi hoàn toàn cho học sinh đi học vào buổi sáng hàng tuần. Tại trường mầm non Lệ Xá, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, có thêm 5 chiếc điều hòa được lắp đặt khi đón trẻ trở lại trường. Bên cạnh đó, các lớp không có điều hòa, thầy cô cũng mở cửa để lớp học thông thoáng, kèm có quạt máy, đảm bảo nhiệt độ phòng học. Đồng thời hạn chế các hoạt động ngoài trời, nhắc nhở phụ huynh chú ý mặc đồ thoáng mát cho trẻ đội mũ khi đi ra nắng, cho trẻ ăn uống đầy đủ chất như rau xanh, củ quả, thịt cá trứng. Khuyến khích trẻ uống nhiều sữa tươi, nước trái cây, nước khoáng. Ban giám hiệu nhà trường lên cái kế hoạch mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất mà làm sao cho các cháu đến trường được đảm bảo mát mẻ. Về công tác bán trú thì chúng tôi cũng thay đổi thực đơn để tăng cường các cái món canh, tăng cường phối hợp với lại phụ huynh học sinh trong cái thời gian mà đưa đón trẻ. Thay mặt phụ huynh hội phụ huynh học sinh rất an tâm về công tác tổ chức và công tác đảm bảo cho các cháu là ăn học tin tưởng vào trong công tác giáo dục và chuẩn bị của nhà trường. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, tin tưởng rằng thầy và trò các nhà trường sẽ hoàn thành kế hoạch năm học, dù cho điều kiện thời tiết không thuận lợi. Để nhanh chóng phục hồi hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19, tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu nhằm đón đầu nguồn khách, đồng thời hỗ trợ sát cánh cùng doanh nghiệp du lịch dịch vụ vực dậy tăng trưởng, nhanh chóng phục hồi hoạt động du lịch. Ước tính 5 tháng đầu năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp du lịch tại Lào Cai sụt giảm trên 80%. Trên 60% cơ sở lưu trú du lịch phải thông báo dừng hoạt động tạm thời. Số lao động bị giảm giờ làm hoặc mất việc làm ước khoảng 7.000 người. Mới đây, tại hội nghị công bố chương trình kích cầu du lịch mùa hè Sapa 2020 và bàn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai đã đề nghị các ngành có liên quan quan tâm đến những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội du lịch để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai đã xây dựng đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng liên quan chịu ảnh hưởng dịch COVID-19. Hiện nay, ngành văn hóa thể thao và du lịch chúng tôi đang tham mưu cho tỉnh. Thứ nhất là tổng hợp tất cả những ý kiến, các kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Và hiện nay thì chúng tôi đang tổng hợp tất cả những ý kiến này gửi tới tất cả các sở ban ngành trong tỉnh để có những cái giải đáp. Cho nên cái hội nghị hôm nay là để thống nhất các cái giải pháp giúp cho tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có thể khắc phục được khó khăn. Để đón đầu nguồn khách, phục hồi tăng trưởng du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã công bố kế hoạch kích cầu và xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch.
Trước mắt, tỉnh Lào Cai triển khai chương trình kích cầu du lịch trong dịp hè năm 2020 với tên gọi Mùa hè Sapa 2020. Đây là gói kích cầu du lịch tổng hợp với các chương trình ưu đãi khuyến mại, giảm giá từ 10 tới 60% vé tham quan các điểm du lịch, các dịch vụ du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng, ăn uống. 100% các đơn vị tham gia chương trình cam kết không thay đổi chất lượng dịch vụ sản phẩm. Lần trước em đi rồi thì em thấy nó rất là đẹp, em rất là hài lòng với dịch vụ ở đây. Nếu mà đợt tới để chọn một điểm đến tiếp theo thì em vẫn sẽ quay lại Sapa. Thông qua chương trình, Lào Cai phấn đấu thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách đến với Lào Cai năm 2020, trong đó dự kiến 300.000 lượt khách quốc tế. Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá chuối trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xuống thấp, khó tiêu thụ. Trước tình trạng trên, Hợp tác xã chế biến nông sản Toàn Phát ở huyện Khoái Châu đã tìm hướng đi mới để tiêu thụ chuối, đó là chế biến chuối để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Với suy nghĩ, làm thế nào để tiêu thụ nông sản cho nông dân và tạo việc làm cho người thân, anh Nguyễn Văn Phát, Giám đốc Hợp tác xã Toàn Phát, đầu tư trên 500 triệu đồng, mua máy móc thiết bị và thành lập Hợp tác xã chuyên làm chuối sấy khô và chuối sấy dẻo để bán ra thị trường. Giá của chuối là nó xuống thấp so với cùng kỳ năm ngoái nên là chúng tôi đã tận dụng để thu mua cho bà con ở quanh vùng thì về để chế biến sản phẩm chuối giòn ở hợp tác xã Ruby, chủ yếu là bán cho thị trường trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Với hai sản phẩm chuối sấy khô và chuối sấy dẻo được chế biến cầu kỳ chất lượng, giữ được hương vị và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên sản phẩm đã được người tiêu dùng của các tỉnh thành phố đón nhận. Hiện giá chuối tươi dao động trong khoảng 5.000 đồng một kg, trong khi giá chuối sấy khô của hợp tác xã đang bán ra với mức 150.000 đồng một kg, chuối sấy dẻo 90.000 đồng một kg. Cứ khoảng 5 kg chuối tươi thì cho thành phẩm 1 kg chuối sấy khô. Như vậy qua chế biến đã nâng giá thành sản phẩm lên nhiều lần so với bán chuối tươi và lại yên tâm về khâu bảo quản tiêu thụ. Đến nay trung bình mỗi tháng, hợp tác xã bao tiêu từ 25 đến 30 tấn chuối tươi và trở thành kênh bao tiêu sản phẩm cho nông dân địa phương. Cái định hướng của hợp tác xã là cũng sẽ muốn là đi sâu về cái sản phẩm cây chuối của Khoái Châu mình, về cái vùng nguyên liệu nó là rất sẵn ạ. Việc chuyển hướng từ tiêu thụ nông sản tươi sang chế biến là hướng đi phù hợp nhằm đa dạng kênh tiêu thụ nông sản và đặc biệt là chủ động khi thị trường gặp khó khăn, phát huy tiềm năng thế mạnh của nông sản để nâng cao giá trị sản xuất. Thời điểm này, nắng nóng hanh khô kéo dài, do vậy tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Chính vì vậy, cũng như nhiều địa phương khác, chính quyền địa phương huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, các chủ rừng và lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng. Đặc biệt là sau đợt thiên tai mưa đá vừa qua đã làm cho nhiều diện tích rừng bị thiệt hại, nhiều cành lá cây rụng khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Xã Mù Sang, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau đợt mưa đá vừa qua, có trên 107 hectare rừng bị rụng lá. Những lá cây sau khi rụng xuống gặp thời tiết nắng nóng rất dễ bắt lửa. Cùng với việc khắc phục thiệt hại về nhà cửa, thì người dân đang tăng cường việc phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa, thu gom lá khô. Đốt nương hay là đốt nương và gần rừng thì mình cũng tuyên truyền, thường xuyên tuyên truyền. Và cũng ở các ban ngành đoàn thể của bản thì nó tuần tra rừng hàng tuần. Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu hiện nay có tổng số trên 44.000 ha rừng. Đợt mưa đá vừa qua toàn huyện có gần 500 ha rừng, bị ảnh hưởng tập trung tại ba xã Mù Sang, Giào San và Bản Lang. Công tác bảo vệ rừng thì tính hiện tại là rất là vất vả. Vì hiện nay thì lá rồi là cành cây, cái thứ rộng rất là nhiều. Cho nên là công tác bảo vệ rừng này chúng tôi sẽ thường xuyên vừa là kiểm tra mà vừa là chỉ đạo cho ban phát triển rừng của bản để tuần tra bảo vệ và đối phó khí hậu. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Lai Châu liên tiếp xảy ra gần chục trận mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích rừng, gãy rụng cành lá. Chính vì vậy, hạt kiểm lâm huyện phối hợp với chính quyền các xã thị trấn tổ chức họp dân để tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân. Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên toàn huyện thì ngay đầu từ đầu mùa khô, hạt kiểm lâm chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban huyện ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức các hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, kiện toàn các cái ban chỉ đạo bảo vệ rừng của cấp xã cũng như cấp huyện.
hàng tháng, đặc biệt vào là mùa khô thì hạt kiểm lâm chỉ đạo kiểm lâm bản tăng cường tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cơ sở làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa rừng vào mùa khô. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, mỗi người dân, nhất là những người dân sinh sống ở những khu vực ven rừng cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.